Hello, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Mấy ngày này rất là vui cô chú anh chị ơi, Học đi thu được rất là nhiều xe để mang vào showroom trưng bày để tiếp tục phục vụ cho quý cô chú anh chị nè. Hôm nay thì Học làm cái clip này, Học sẽ đánh giá lại cái sản phẩm ở bên trong cùng đó, đánh giá lại cái sản phẩm Kia Sorento 2019. Thì trước khi đánh giá sơ cái sản phẩm đó, Học xin báo giá sơ sơ mấy chiếc xe này luôn nha anh chị. Rất là vui mừng mấy ngày này không có thời gian quay gửi clip đến cho quý cô chú anh chị. Chiếc xe này là bản Signature Hilux Signature 2021 nha anh chị. Chạy mới có 20.000 cây à. Bên Học đang chào bán là 950 triệu. Còn chiếc xe này là Kia Sorento này. Cerato, Học cứ nhầm mà Sorento với Sorento à. Cerato. Chiếc xe này bên Học mua về và đã spa xong rồi. Cũng cam kết với anh chị là đúng chuẩn km nha. Bao anh chị check hãng. Được sản xuất vào 2019, động cơ 2.0 bản full. Chiếc xe này bên Học đang chào bán là giá là đây. Để đây nhiều quên rồi. Bản full 2019 chạy 55.000 cây siêu lướt nha anh chị. Full phụ kiện luôn. Biển số tỉnh 61K06071. Bên Học đang bán là 565 triệu nha anh chị. Xe này đã được chủ trước rất là cưng. Lên cho mình cái màn hình Zeptec nè. Loại cao cấp nhất là 15 triệu cộng với lại các camera hành trình đó anh chị, 15 triệu còn bảo hành đến tận 10 tháng lận, tại khách xài mới có 2 tháng à, còn phiếu bảo hành luôn nha anh chị. Và để coi camera hành trình nè, rồi đầu Zeptec đó, cái chiếc xe này nè. Xe này Học đi thu về cách đây khoảng 3 hôm. Đó, vì hôm nay quên có khách dặn nhiều cái hay lắm. Ở màn hình Zeptec nè. À quên, đúng rồi, cái phim cách nhiệt siêu cao cấp. Anh đã lên cái phim cách nhiệt siêu cao cấp này là 9 triệu nha anh chị. Và cái điều khiển đề nổ từ xa 6 triệu rưỡi nữa. Đó là Học nhớ hết rồi đó. Có giá của chủ trước báo cho Học rồi. Có rất là nhiều phụ kiện trên xe. Còn đây là chiếc xe Honda CR-V. Cái lúc mà Học mới vừa lấy về, Học cũng đánh giá sơ bộ cho anh chị xem. Đó, chiếc xe này là hồi lúc lấy về là sơn nước sơn zin 100% nha. Đó, hôm nay Học đang bán là 915 triệu, chạy 87.000 km nha anh chị. Ở 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Dòng xe 7 chỗ, gầm cao, động cơ 1.5 turbo nhưng mà cho ra tới 188 mã lực luôn nha anh chị. Rất là khỏe. Chạy bốc lắm. Rồi, kế bên là mẫu xe Camry. Xe này là được gắn chung với thương hiệu gọi là chiếc xe dành cho những doanh nhân anh chị ha. Thường thì cái tên mà ô tô mà nói tới xe sang thì chiếc Camry được nhắc đến rất là nhiều. Vì dòng sản phẩm này ở trong phân khúc D nó là một chiếc xe giữ giá nhất và có form dáng chuẩn nhất, và một chiếc xe đặc biệt là bền bỉ nhất trong phân khúc, kể cả hơn Honda Accord luôn nha anh chị. Đó, anh chị đi ngoài đường thấy Camry 2010 giờ người ta vẫn chạy phà phà, chạy từ Nam ra Bắc bình thường. Đó, còn những đối thủ còn lại thì chưa chắc nha anh chị. Đó, biển số 49A49252 năm 2022. Xe này sản xuất 2022, động cơ 2.5Q là bản cao cấp nhất. Bên Học đang vào bán là 1 tỷ 450 triệu xe cá nhân. Một chiếc xe lướt nước sơn zin 100% nha anh chị. Đó, thì cũng cam kết với anh chị không đâm đụng, không ngập nước, và xe này còn bảo hành tới 5 năm. Thì cô chú anh chị còn được bảo hành 2027. Tất cả các đại lý chính hãng đều có trách nhiệm phải cam kết bảo hành cho anh chị nha. Xe này thì bao anh chị test hãng hoặc là bên thứ ba đến test về nước sơn hoặc là động cơ hợp số. Đó, xe này mình còn bảo hành yên tâm. Rồi, còn cái bên đây là mẫu xe Sorento được sản xuất vào 2021, bản xăng Signature full xăng 2.5 nha anh chị. Đây là ông hoàng về về đồ chơi luôn. Kia rất là chịu chơi, một cái dòng xe SUV 7 chỗ gầm cao rộng rãi nha. Đèn thì là đèn ma chặn liếc theo góc đánh lái nè, full led. Ở phía trước thì có đầy đủ cảm biến va chạm, cảm biến gốc, mâm thì hợp kim nhôm 19 inch rất là to bản. Còn xe thì phải rồi mua ngàn đồ chơi luôn, như là 35 camera 360 nè, và đèn ma chặn trong nội thất nè, vị trí nhớ ghế nè. Rồi có cảnh báo tiền va chạm nè, giữ làn đường nè, camera 360 là zin theo xe nha anh chị. Cửa sổ trời panorama, rồi hệ thống vận hành á, thì là chúng ta sẽ có hai cầu và là automatic phân bố lực nha anh chị. Đó. Rồi xe thì là bản này là bản 7 ghế nha anh chị. 7 ghế thì chúng ta sẽ có hai cái hàng ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai để ngồi riêng biệt ra. Còn hai phía trước thì có sưởi sấy và đều là điện nha anh chị. Xe này thì mua ngàn đồ chơi rồi, kể cả những cái rèm che mưa nè, rèm che nắng nè, để tăng thêm cái độ riêng tư và chống nắng nha anh chị. Rất là đẹp. Mẫu thiết kế AWD Sorento Signature nha anh chị.
ở Signature biển thành phố luôn. Anh chị nào đang cần thì ở thành phố chúng ta lựa chọn sản phẩm này, anh chị tiết kiệm đi rất là nhiều chi phí nha anh chị. Đây, Học xem chiếc xe này bên Học bán là 1 tỷ 160 triệu thì phải. Đó, xe này lúc Học mới lấy về thì Học kêu đúng rồi đó, 1 tỷ 160 triệu, xe chạy được 10.000 cây 2021, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe này xuất xứ ở Việt Nam nha anh chị, rất là lành tính. Rồi hôm nay nhân vật chính ở đây nè, học sinh ít phút tại mấy ngày nay Học hơi bận. Ventura 2019 và hai sản phẩm Ventura, Học còn hai chiếc nha. 2019 chiếc này màu đen và chiếc kia màu trắng, hai chiếc đều biển số thành phố. Chiếc này là 51H05289, chạy được 52.000 cây, pháp danh công ty. Bên Học đang chào bán là 780 triệu xe màu đen. Học còn một chiếc màu trắng đang về, nó cũng đang trong quá trình dọn rửa khách Học cũ, khách cũ bán lại, cũng biển số thành phố, gốc thành phố nha anh chị. Đó, thì chiếc xe kia thì Học dự tính là bán với mức giá là 760 triệu. Chiếc xe kia thì đi được cao hơn xe này đi 52.000, xe kia thì đi được 77.000 anh chị, chính xác là 7777 luôn. Hôm bữa Học lấy. Rồi Camry này thì Học bán rồi nha anh chị. Camry 2.0Q đó. Rồi, hơi mất thời gian cô chú anh chị một chút xíu, anh chị thông cảm nha. Thì hôm nay Học cũng muốn quay cái sản phẩm này. Chiếc sản phẩm Kia Sorento được sản xuất 2019. Chiếc xe này gốc tỉnh, Học chính là người đi thu về. Xe này được sản xuất 2019 nha anh chị. Vào thời điểm 2019 Sorento này nó sẽ có 3 bản, hai bản xăng, sẽ có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Bản dầu là bản cao cấp nhất. Đó, bản dầu này chúng ta sẽ được trang bị như là đèn liếc theo góc đánh lái nè, và cửa sổ trời panorama nè. Còn những bản còn lại thì bản xăng thấp hơn thì sẽ không có nha anh chị. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đánh giá về phần ngoại thất nè, những cái chi tiết mà đắt tiền nhất của xe đó anh chị. Đó, đèn pha nè, và zin theo xe chưa từng chảy xước, hoặc là bị ố, hoặc là bị thay thế. Và đèn gầm cũng vậy luôn. Và xe này á, 38.000 là Học bao anh chị test hãng nha. Anh chị có thể là mang xe đến tất cả các đại lý của Kia để chúng ta check nè. Rồi anh chị cũng có thể là nhờ bên thứ ba, anh chị nào biết coi xe, người thân trong gia đình mình hoặc là bạn bè thân thiết nào mà chúng ta đã có kinh nghiệm đi mua xe cũ hoặc là chuyên về kỹ thuật về ô tô, anh chị cứ nhờ anh chị đến xem xe nha. Đó, xe có rửa đèn nè, cắm biến gốc nè. Đó, anh chị nhìn cái đèn gầm rất là to bản nha. Và mức giá rất là dễ chịu, chiếc xe này bên Học bán có 850 triệu thôi nha anh chị. Đó, một chiếc xe máy dầu động cơ 2.2 bản full. Chạy mới có 38.000 cây anh chị nha. Rất là đẹp, mâm thì cũng rất là đẹp đây. Mâm là phay xước hai màu, rất là thể thao. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm R18, hệ thống treo mắt phi xanh ở phía trước nha anh chị. 3235 sẹt 60. Ở đây là 325 nè, ở đây là 60 nè. Đó. Còn mâm bán kính là 18 inch. Đó, anh chị dễ hình dung nha, rất là to, rất là rộng. Đó. Và chiếc xe này Kia Sorento nó cũng rất là lành nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nội thất nè, sẽ được trang bị cho mình hai cái ghế điện phía trước, kể cả tài và phụ nha. Bên tài thì chỉ trang bị 8 hướng và bên phụ chỉ trang bị 10 trang bị đến 10 hướng nha anh chị. Nội thất thì khỏi phải bàn rồi, xe này thì cũng không có gì phải bàn về chất lượng xe cả. Anh chị cảm thấy ok với mức giá 860 cùng phân khúc thì anh chị cứ đi so sánh qua những cái phân khúc như là đối thủ 7 chỗ nha anh chị. 2019 mà đặc biệt máy dầu, số sàn, kiếm chiếc xe lành đi được khoảng 10 năm 20 năm á, thì đây là một chiếc xe đáng để cho quý cô chú anh chị cân nhắc nha. Tay nắm cửa có nút bấm nè. Đó, mạ rơm là zin theo xe rồi. Đó, xe này thì được trang bị ghế da zin theo xe luôn nha anh chị. Và ghế da này là cũng là ghế zin theo xe, chưa từng một lần mai vá hoặc là sơn dặm gì hết nha anh chị. Chạy đúng km 38.000 thì nó đẹp như mới rồi, nó mới tinh nè. Anh chị nhìn nè. Đó, anh chị đi mua những cái tầm xe mà hơn 600 triệu và lướt lướt thì anh chị nên để ý đến bộ ghế da. Khi mà anh chị đến coi chiếc xe, mình sẽ coi về ngoại thất đâm đụng và đặc biệt cái bộ ghế da để chúng ta đánh giá được cái người chủ trước anh chị, người ta sử dụng có kỹ hay không. Bên cái trụ B này chúng ta sẽ có cái cửa điều hòa nha, cho hàng ghế thứ hai nè. Đó, xe thì keo chỉ xe này á thì khỏi phải bàn, không mắc một ly nào nha anh chị. Học xin lướt để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị. Học lấy cái thời gian đó Học bù thêm những cái sản phẩm của Học đang có mặt để cho cô chú anh chị dễ lựa chọn và cân nhắc hơn.
đó. Lúc đầu học biết là học quay khoảng 3 phút đó, thì cũng có nhiều anh chị mà ghim vô tới sản phẩm này thì cũng hơi phiền chút, mong là cô chú anh chị thông cảm, mấy ngày nay học không có cập nhật kịp. Đây đây cô chú anh chị nhìn nè, đẹp chưa, đó cửa nè, đó anh chị nhìn nha. À, nó đẹp từng mm luôn cô chú anh chị. À, vì chiếc xe mới đi có 38.000 mà mới sản xuất vào 2019 đây mà, thì tất nhiên nó phải như là như vậy rồi. À, không có gì phải bàn. À, Kia. À, xe thì mình vẫn sử dụng cấp cơ nha anh chị. Khi mà anh chị đi chiếc xe này, nếu như mà chúng ta không có sử dụng full diện tích 7 người á, thì chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ rất là rộng rãi luôn. Anh chị nếu mà để ở đây á, thì nếu mà anh chị có đi chơi golf á, anh chị chắc để là được khoảng ba cái thùng, ba cái túi gì đó. À, còn về vali thì cỡ lớn thì chắc khoảng là 4 đến 5 cái. Gia đình mình đi du lịch mang đồ theo là vô tư nha anh chị. Đó. Mới keng à, xe là mới keng. Anh chị nhìn đi mua xe mình cũng quan trọng vào những cái này để mình biết được cái tính khách hàng giữ như thế nào nha. Và những cái này là học cam kết với anh chị là zin toàn tập chưa thay thế nha anh chị. Đó. Cốp sau mình cũng chưa thơ sơn nữa nè. Đó, cốp sau cũng còn nguyên zin chưa sơn đây anh chị. Đó. Chưa sơn, keo chỉ thì khỏi phải bàn nè. Cốp sau chưa sơn thì mình cũng lướt qua phần keo chỉ luôn nha anh chị. Đó. Một chiếc xe 7 chỗ nè. Gầm cao nha. Đời phải cao. Chất lượng xe đi mới có 30 mấy ngàn cây thì anh chị khỏi phải bàn rồi. Đó, 7 lít 9 nè, 6 lít 3 nè, 10 lít 4. Đó, là mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất nha anh chị. 6 lít 3 là mình sẽ đi vào đường trường. 7 lít 9 là chúng ta sẽ đi tổng hợp. Đó, vừa đường trường và vừa chạy trong phố đó anh chị. Kết hợp đó. Đó. Bỏ xe đi Billiton, xe cao vút anh chị nhìn. À, sắc lẻm nha anh chị. Đó, đúng chuẩn 30 mấy ngàn nha. À, rồi đây cái mâm này thì nó bị xước nhẹ ở đây nha anh chị, nó chỉ bị xước nhẹ thôi và là mâm zin chưa sơn nha anh chị. Nhưng mà mình ở cái khoảng cách 1 mét thôi là mình đã không thấy rồi, nên là bên học phải giữ nguyên. Rồi để học lia cái phần gầm để cho anh chị đánh giá nè. Đây anh chị nhìn nè, đẹp chưa cô chú anh chị? À, đẹp chưa, đẹp 38.000 chuẩn nha. À, xe này bên học bán có 850 triệu. Anh chị cũng có thể đến xem trực tiếp hoặc là anh chị đi tham khảo một vài sản phẩm giống như vậy, anh chị cứ đến chụp hình ngắm nghía xong rồi chúng ta đi đến chỗ khác mình chụp hình lại những cái sản phẩm cùng tương đương như vậy về độ tiện dụng nè, rồi về chất xe nè, để anh chị dễ quyết định. À, anh chị cứ đến showroom học tham khảo xe nha. À, hai cửa trước ô tô một chạm chống kẹt, gương gập điện chỉnh điện nè, hai vị trí nhớ ghế nè, và ghế này là 10 hướng nha anh chị, có bơm lưng nè. À, tổng luôn bơm lưng là 10 hướng đó, bên kia thì không có bơm lưng nên là học báo 8 hướng đó. Xe được sản xuất 2019 nha anh chị. Đó, sản xuất 2019, chị nhìn nè, cái ông cửa nó còn mới keng. Rộng rãi bền bỉ. À, anh chị nhìn cái vô lăng đó nè, khi mà mình đi mua những xe lướt anh chị cũng đừng bỏ qua những cái chi tiết như thế này nha. À, đàm thoại đánh tay nè, màn hình hiển thị đo thông tin nè, cruise control nè, hay chế độ lái nè. À, cái máy nổ im re nha anh chị. À, 38.367 cây, một chiếc xe rất là cọp nha anh chị, rất là cọp. Hai vùng lạnh độc lập nha. À, hai vùng lạnh độc lập rất là đẹp nha anh chị. Khởi động bằng nút bấm nè, có camera dè sẵn luôn. À, xe thì được trang bị camera dè sẵn nha anh chị nha. À, khoang động cơ thì đẹp miên man, mở khoang động cơ cho anh chị xem. Để mở mấy cái đèn nữa cho anh chị liếc lại cái nha. Để mở mấy cái đèn này. Đèn xe này đẹp lắm anh chị. À, trời
học ra phía sau, học quay cụm đèn lái anh chị nhìn nè. Đó. Cái đích rất là đơn giản nhưng mà anh chị nhìn nè. Đẹp chưa? Đó. Cái đích làm rất là gọn nha anh chị. Rất là đơn giản nhưng mà tinh tế lắm. Đó. Động cơ dầu mà nổ im lắm. Xe Hyundai cái động cơ dầu này nổ rất là im. Đó, đèn anh chị nhìn nè. Đó, sáng trưng nha. Mới tinh. Nổ đèn hồi thôi quá. Đó, tắt máy. Đó, anh chị có xe nhu cầu bán xe nhớ liên hệ với Học nha. Nãy giờ quên nói Học đang có nhu cầu thu xe với số lượng lớn nha anh chị. Vì Học cũng đang có cái showroom và là đã trưng bày rồi và họ cũng có cái bãi để xe đó, nên là cũng đang có nhu cầu mua xe nhiều về phục vụ bà con. Đây cabo chưa ra nha anh chị, cabo chưa ra nè, là Datsun Vin thì mình cũng đi coi sơ qua phần keo chỉ thôi đó. Khi nào mà cabo ra rồi thì anh chị kiểm tra lại phần keo chỉ đó rồi mình mới xi tiếp nha. Đó, keo chỉ là còn nguyên. Để Học nói lên thêm phần này một xíu. Ví dụ như có những chiếc xe nào mà bị mắc keo chỉ đen xíu nè, cũng không vấn đề, không có vấn đề gì hết nha anh chị. Khi mà bị mắc keo chỉ, anh chị đóng cabo xuống, nó ngay mí này, anh chị coi thay đèn chưa. Và thay đèn rồi cũng không có sao cả. Coi coi cái xương này tới chưa, nếu mà tới xương này là chắc chắn là bỏ nha anh chị, không nên mua nha. Đó, hoặc là người ta bán, người ta nói cho mình rõ ràng về cái mức giá nó hợp lý quá thì mình mua thôi. Nếu mà không ảnh hưởng đến kết cấu khung khấu gầm thì anh chị mua thôi nha. Còn nếu như mắc không chỉ này thì anh chị đóng cabo xuống ngay cái đèn này vô tới xương, phải bỏ nha anh chị, đừng có đụng vô mấy cái thứ đó, khó xài lắm. Rồi xe thì bên Học cũng cam kết với anh chị là bao check hãng nha, nên là anh chị yên tâm, bên Học chuyên làm những cái dòng xe lướt nước không, xe đẹp đó. Anh chị nhìn mới ken chưa, động cơ nó mới nguyên anh chị đó. Động cơ dầu nè, CRD A16 van nha anh chị, 16 cái xúc bắp. Anh chị nào biết kỹ thuật là Học nói sơ là sẽ biết. Đó. Động cơ này. Đó, động cơ máy dầu turbo nha anh chị. 2.2 turbo. Đó. Cái tem này cũng còn, anh chị thấy không? Bình nước nó chưa ngã vàng, mới nguyên à, xe chạy mới ba mấy ngàn 2019 mà, đâu có gì đâu phải bàn. Đó. Anh chị chỉ quan trọng là mình coi về cái mức giá nó hợp lý nhất thì anh chị đến xem xe, chốt mang về sử dụng thôi nha anh chị. Đó. Dạ anh chị ơi, Học xin nhắc lại cái sản phẩm này, chiếc xe Kia Sorento được sản xuất vào năm 2019, xe mang biển số tỉnh Lâm Đồng, pháp lý là cá nhân, thì xe này bên Học sẽ ký mua bán qua cho anh chị nha. Anh chị khi mua xe này về á, là anh chị sẽ đóng 2% giá trị còn lại nè, 2% của 860 triệu cộng với lại biển số, nếu như biển số thành phố nó là 20 triệu còn biển số tỉnh nó sẽ là 1 triệu nha anh chị. Đó, còn anh chị nào muốn ký ủy quyền qua đi cũng được, mình chỉ ký ủy quyền qua rồi mình đi nha, là không cần phải đóng thuế. Khi nào anh chị có đủ chi phí á, thì anh chị ký mua bán qua cho người thân mình, vợ hoặc là con anh chị mình đó, để tiếp tục ra tên đó anh chị nha. Còn anh chị nào muốn ra tên thì bên Học sẽ bao luôn rút gốc. Dạ, còn xe thì anh chị nào ok chuyển cọc cho Học, Học mang xe đến tận nhà để anh chị xem xe đó, đúng hiện trạng như vậy là giao xe, rồi Học sẽ ký ở địa phương của anh chị luôn, ký hợp đồng mua bán quá luôn đó, để cho rất là dễ, Học có giao xe tận nơi nha anh chị. Rồi ok, Học xin kết thúc video tại đây. Anh chị có bán xe nhớ liên hệ Học nha. Học đang cần thu mua những cái dòng xe cũ Kia, Hyundai, nói chung là xe Hàn, xe Đức, xe Mỹ, xe Anh gì bên Học cũng có mua hết đó. Anh chị cứ liên hệ với Học với số điện thoại 0935255686, 0901222777 nha anh chị. Và Học xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại.